Lời tiên tri từng là của một kẻ điên, giờ đây lần lượt được ứng nghiệm. Năm 2024 có phải là sự khởi đầu của sự kết thúc? Những lời tiên tri từng bị coi là điên rồ, giờ đây đã từng bước trở thành hiện thực. Nhiều nơi có nguy cơ trở thành chiến trường đẫm máu và những chảo lửa cực nóng chưa có nguy cơ hạn nhiệt đang diễn ra trên khắp thế giới. Liệu năm 2024 thực sự sẽ là khởi đầu của ngày tận thế khi tình hình thế giới hiện tại đang trong thời điểm căng thẳng? Khi chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm 2024. Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống xem lại lời tiên tri về kế hoạch Anglo-Saxon về năm 2024, thời điểm được xem là khởi đầu của ngày tận thế. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Tháng 2 năm 2010, video tiên tri do một người đàn ông tên là Bill Doyle đến từ Anh đăng tải bất ngờ lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Trong video, Bill cho biết ông đã nhận được thông tin từ một thành viên của Hội Tam Điểm rằng trong vòng 1.5 đến 2 năm tới, Hội Tam Điểm sẽ phát động cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Bước đầu tiên của cuộc chiến tranh này chính là xung đột giữa Israel và Iran. Sau đó, một căn bệnh giống như dịch bệnh sẽ nhanh chóng lan rộng toàn cầu và tất cả những điều này sẽ là khởi đầu của ngày tận thế. Nội dung video vào thời điểm đó bị coi là vô lý và người tiết lộ Bill cũng bị mọi người xem như một kẻ tâm thần. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, những gì mà Bill Doyle chia sẻ không khỏi khiến người ta rùng mình, bởi vì cuộc chiến giữa Israel và Iran đã bắt đầu vào tháng 4 năm nay. Vậy nhân vật Bill Doyle bí ẩn này rốt cuộc là ai? Theo như những gì bản thân giới thiệu, Bill Doyle tốt nghiệp từ Đại học Bristol ở Vương quốc Anh. Sau khi tốt nghiệp, ông đã vào làm tại một công ty tư nhân mà đối tượng phục vụ của công ty này chính là công ty hệ thống hàng không vũ trụ Anh. Do tính chất công việc, Bill thường xuyên tiếp xúc với những nhân vật cấp cao trong lĩnh vực chính trị và quân sự. Dần dần, ông cũng tiếp cận được một số thông tin mà người bình thường không thể tiếp cận, chẳng hạn như các sự kiện liên quan đến người ngoài hành tinh. Bill tiết lộ rằng, thực tế, nhiều quốc gia và chính phủ đã chủ động tiếp xúc với nền văn minh ngoài hành tinh từ rất lâu, thậm chí còn sử dụng công nghệ tiên tiến của người ngoài hành tinh để giúp đất nước mình phát triển công nghệ. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2005, Bill đã dành phần lớn thời gian để tập trung vào nghiên cứu về nền văn minh ngoài hành tinh. Với mục đích này, ông cùng bạn bè đã thành lập dự án Camelot và chỉ sau năm thứ 5 kể từ khi dự án Camelot được thành lập, một bức thư bí ẩn không có chữ ký đã tiết lộ một kế hoạch khiến người ta kinh hoàng về ngày tận thế của nhân loại. Vậy nội dung bức thư thực sự là gì? Khi những lời tiên tri trong bức thư bí ẩn trên từng được coi là điên rồ, nay lại đang dần trở thành hiện thực vào năm 2024. Thậm chí nhiều người còn cho rằng tình hình thế giới hiện tại chỉ là khởi đầu của kế hoạch mà nhân loại biết rõ. Năm 2010, một cựu quân nhân Hải quân Anh đã gửi cho Bill một bức thư bí ẩn, hé lộ hoàn toàn bức màn bí ẩn của kế hoạch Anglo-Saxon. Anglo-Saxon ban đầu không thực sự là một kế hoạch, mà là để chỉ những người Anglo-Saxon. Vào thế kỷ thứ 5, một đội quân Germania đã xâm lược quần đảo Anh và thiết lập nền văn minh thời kỳ 7 vương quốc. Nhóm người này tự xưng là người Anglo-Saxon. Theo thời gian, sự thống trị của người Anglo-Saxon đã không còn, nhưng từ này dần dần phát triển thành để chỉ những nhóm người có nguồn gốc từ Anh, với tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ. Nhưng tại sao người tốc độ bí mật này lại gọi Anglo-Saxon là kế hoạch ngày tận thế? Chủ nhân của bức thư cho biết, trong thời gian phục vụ trong Hải quân Anh, ông đã tận mắt chứng kiến chính phủ Anh có một loạt hợp tác giao dịch với nền văn minh ngoài hành tinh. Sau khi xuất ngũ, ông tiếp tục đảm nhận các vị trí quan trọng trong chính phủ. Một lần khi tham gia một cuộc họp của giới tinh hoa, ông đã biết về kế hoạch Anglo-Saxon. Nội dung cuộc trò chuyện bao gồm việc Israel sẽ phát động chiến tranh với Iran, buộc Iran phải khởi động vũ khí hạt nhân để phản công. Đồng thời, các nước phương Tây sẽ tăng cường chi tiêu quân sự để ứng phó với khả năng xảy ra thế chiến thứ ba bất cứ lúc nào. Sau đó, họ sẽ phát tán một loại virus tương tự như cúm. Cuộc khủng hoảng sinh học này sẽ lan rộng khắp cả nước, với mục đích cuối cùng của kế hoạch là làm giảm bớt một nửa dân số thế giới, kiểm soát dân số trong phạm vi mà giới tinh hoa có thể kiểm soát, nhằm đối phó với những thảm họa lớn hơn ở phía trước và tái thiết nền văn minh nhân loại sau thảm họa. Kế hoạch tiêu diệt nhân loại liệu có thật sự tồn tại không?
khi những lời tiên tri từng được coi là điên rồ, giờ đây lại đang trở thành hiện thực. Mặc dù video tiên tri của Bill trong thời kỳ đó không gây ra nhiều tiếng vang, nhưng những lời tiên tri liên tiếp được chứng thực. Israel thực sự như lời tiên tri đã nói, thường xuyên gây ra xung đột trong cộng đồng quốc tế. Tháng 10 năm 2023, Israel và Palestine bùng nổ xung đột. Một năm sau khi xung đột nổ ra, số người thiệt mạng tại dải Gaza đã vượt quá 40.000 người, trong khi các cuộc đàm phán ngừng bắn vẫn đang bế tắc. Quân đội Israel tuyên bố chính thức bắt đầu chiến dịch tấn công giới hạn trên bộ nhằm vào các mục tiêu Hezbollah ở phía nam Lebanon, thậm chí tấn công lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc. Những người thiệt mạng gần như đều là dân thường. Hơn nữa, tình hình ở biên giới Triều Tiên cũng cực kỳ căng thẳng. Cuộc chiến này nếu như nổ ra sẽ liên quan trực tiếp đến các cường quốc lớn, rất dễ dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân như Bill đã dự đoán. Mặc dù ngọn lửa chiến tranh chưa bao giờ tắt, nhưng may mắn là đến hiện tại, các quốc gia vẫn đang giữ quan điểm hạn chế tranh chấp hạt nhân. Ngay cả đại dịch Covid vào năm 2020, một giống cúm đã quét qua toàn cầu, trong khi các nước phương Đông nhanh chóng phản ứng, kịp thời thực hiện các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, thì các nước phương Tây có vẻ như dậm chân tại chỗ trong thời điểm khó khăn này. Hành động trên khiến nhiều người nghi ngờ rằng liệu có phải đại dịch Covid cũng nằm trong kế hoạch Anglo-Saxon hay không? Những tiên đoán trong video của Bill Ryan hiện tại tuy rằng đã ứng nghiệm, nhưng không phải mọi thứ đều không thể cứu vãn. Liệu kế hoạch Anglo-Saxon như trong bức thư bí ẩn chỉ là một thuyết âm mưu? Thật giả suy cho cùng, đối với chúng ta cũng chỉ là suy đoán, bởi những giả thuyết đều mơ hồ. Bạn nghĩ gì về những lời tiên đoán được xem là điên rồ của Bill Ryan khi nó đang dần ứng nghiệm? Mời để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, những sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.